Thư viện sách nói Alpha Books xin trân trọng giới thiệu đến quý độc giả các bản review sách của Alpha Books được tóm lược cẩn trọng nhằm làm nổi bật các ý tưởng cũng như chiến lược của tác giả. Qua đó, cung cấp cho quý độc giả một cái nhìn tổng quát cùng kiến thức trọng tâm của một tựa sách. 35. Ngôn ngữ của lông mày. Nhân viên bán hàng cần nắm bắt và đọc hiểu được biểu hiện của lông mày để nhìn thấu thế giới nội tâm của khách hàng. Đồng thời cũng cần học cách giao lưu bằng lông mày, âm thầm truyền cảm xúc, biểu đạt ý tứ hiệu quả để đạt được sự cộng hưởng tương hỗ khiến khách hàng tiếp nhận mình. 36. Từ khoảng cách địa lý tới khoảng cách tâm lý. Nhân viên bán hàng không chỉ cần chiếm được sự tin tưởng của khách, rút ngắn mà còn phải khống chế tốt khoảng cách giữa hai người, đồng thời vẫn duy trì được sự tôn trọng cần thiết. Nếu khoảng cách giữa người bán và người mua quá gần sẽ làm mất sự trang trọng, gây phản cảm. Nhân viên bán hàng cần duy trì khoảng cách phù hợp với người bán, giữ đúng lễ tiết khiến mối quan hệ phát triển lâu dài. 37. Nắm bắt tính cách khách hàng qua cách ăn. Tính cách một con người biểu hiện qua muôn vàn phương diện. Quy cách ăn là một trong số đó. Người bán hàng nên nắm chắc điểm đột phá này, nắm vững chuẩn xác tính cách khách hàng để mở đường cho mối quan hệ làm ăn của mình. 38. Đoán tâm lý khách hàng qua cách uống. Người bán hàng cần hiểu, ăn uống cũng là một nghệ thuật. Để trở thành một nhân viên bán hàng tinh tế và xuất sắc, đừng quên tìm hiểu về loại nghệ thuật này. Phần 5. Kỹ năng giao tiếp trong bán hàng. Yếu tố trọng yếu để trở thành nhân viên bán hàng xuất sắc. Kỹ năng giao tiếp của người bán hàng không nằm ở từ ngữ hoa mỹ hay năng lực biện luận, mà phụ thuộc vào mức độ ảnh hưởng của nó đến khách hàng. Họ có thể thu hút sự chú ý và hứng thú của khách hàng càng nhanh thì khả năng tiếp cận nhu cầu mua sắm của khách hàng càng lớn. Vậy nên, có thể nói, thành công của nhân viên bán hàng phụ thuộc lớn vào việc ứng dụng và phát huy kỹ năng giao tiếp của bản thân. 39. Kỹ năng giao tiếp thể hiện trình độ văn hóa của người bán. Với những khách hàng khác nhau, nhân viên bán hàng cần sử dụng những cách giao tiếp khác nhau. Kỹ năng giao tiếp gồm cả kỹ năng bằng lời và không lời. Hãy lựa chọn ngôn ngữ cho phù hợp để thể hiện thái độ ôn hòa, sự quan tâm và hài hước, những điều rất cần thiết để nắm thế chủ động trong mối quan hệ với khách hàng. 40. Lời mở đầu đặc biệt. Mục đích khác nhau, khách hàng khác nhau, ngành nghề cũng khác nhau, khiến cho lời mở đầu cũng có sự khác biệt lớn. Nhân viên bán hàng cần dựa vào ngành nghề và mục đích của mình để tạo nên những câu mở đầu in đậm phong cách và dấu ấn của bản thân. 41. Nói thẳng và nói khéo. Khi muốn từ chối khách, bạn có thể dùng những lý do khách quan hay những lời nói đùa khéo léo để bác bỏ yêu cầu của khách. Họ sẽ nhanh chóng hiểu ý bạn và cũng sẽ không vì bị từ chối mà cảm thấy ngại ngùng. Trong quá trình bán hàng, việc lựa chọn thời điểm để nói thẳng hay nói khéo léo đều rất quan trọng nhằm giúp mang lại hiệu quả giao tiếp cao nhất. 42. 9 kiểu nói người bán hàng không nên dùng. Lời nói có tính phê bình. Bày tỏ ý kiến chủ quan. Sử dụng thuật ngữ chuyên ngành. Khoa trương thái quá, nói không đúng sự thật. Dùng những từ ngữ có tính đả kích. Đề cập đến những vấn đề riêng tư. Đặt ra những câu hỏi nghi vấn. Không linh hoạt trong các tình huống khô khan. Nói lời thiếu nhã nhặn. Đừng biến quá trình bán hàng thành việc diễn thuyết, thay vào đó, hãy nói khéo léo để thuyết phục khách hàng. 43. Nói chúng ta thay vì tôi. Chúng ta thường nghe thấy những câu hỏi dạng như: xin hỏi hạng mục của chúng ta, xin hỏi xưởng của chúng ta có nên như thế này, để chúng ta, vân vân, từ các phóng viên hoặc các diễn giả trước công chúng, hoặc đám đông. Cách nói như vậy sẽ giúp thu hẹp khoảng cách giữa hai bên, tạo cảm giác ấm áp và thân thiết. Từ chúng ta bao hàm cả người nói lẫn người nghe, tạo cảm giác có sự tham gia của đối phương, khiến hai bên xích lại gần nhau hơn, bầu không khí trở nên sôi động hơn. 44. Dương Đông kích Tây.
người bán hàng ngoài việc kiên định với lập trường của mình, cần phải có phương pháp thay đổi quan điểm của khách hàng. Chúng ta có thể thông qua những cách thức khéo léo để khách hàng tự thỏa hiệp. Nhưng cần chú ý đừng chủ động hạ thấp giá cả. Tâm lý và xu hướng nhu cầu của khách hàng có tính ảnh hưởng quyết định đến giá cả. Trong quá trình bán hàng, người bán cần chú ý đến điều này, vận dụng chiến trận tâm lý để đạt được thắng lợi. 45. Cần biết cách làm nóng bầu không khí thông qua những câu nói. Những câu nói làm nóng bầu không khí thương thảo rất đa dạng. Người bán hàng cần chịu khó đào sâu tìm tòi, chú ý đến ánh mắt và những động tác nhỏ của khách hàng. Và khi phát hiện họ đang dần mất hứng, hãy lập tức khéo léo thay đổi chủ đề. Một nhân viên bán hàng thú vị mới có thể thành công. Nếu ngay từ bước tiếp cận khách hàng, họ đã có thể tìm được những chủ đề hay những sở thích chung, thì công việc sẽ được tiến hành dễ dàng hơn rất nhiều. 46. Đừng độc thoại. Cách đặt câu hỏi khéo léo và đáp lời thỏa đáng có thể kích thích mong muốn chia sẻ của khách hàng. Hãy chú ý lắng nghe lời nói của khách hàng. Nếu quan điểm của khách hàng khác biệt với bạn, đừng thể hiện ý kiến phản đối ngay lập tức. Thay vào đó, hãy nghĩ cách thay đổi chủ đề nói chuyện. Phần 6. Nhìn thấy ưu và nhược điểm trong tâm lý khách hàng. Khách hàng thường có những tính cách, sở thích đa dạng. Nếu không nắm bắt được tâm lý khách hàng nhanh chóng, bạn sẽ không tìm ra được một sách lược giao dịch hiệu quả. 47. Kiểu khách hàng với tâm lý độc đoán, bạn cần phục tùng. Dưới đây là một số sách lược ứng đối đúng đắn. Cần có một phương án giải quyết hoàn chỉnh, lập trường kiên định, tư duy chặt chẽ, hành động thận trọng để đối phương hiểu rằng việc hợp tác giữa họ rất có lợi. Cần hoàn thành những yêu cầu hợp lý từ khách hàng để khiến họ hài lòng. Làm thỏa mãn tính cách khống chế, điều khiển của khách một cách hợp lý để tạo điều kiện cho giao dịch diễn ra thuận lợi. 48. Kiểu khách hiền lành, tôi muốn anh chị cảm động. Kiểu khách hàng này có nhược điểm là làm việc thiếu ý kiến chủ quan, tương đối bị động, thường xuyên do dự. Một khi bị gây áp lực, họ thường quyết định nhanh chóng. Nhưng người bán cũng cần đưa ra một cách thức gây áp lực đúng đắn. Ví dụ, người bán hàng cần giữ thế chủ động, tự tin đưa ra những ý kiến tích cực, tăng thêm tính khuyến khích bằng những từ ngữ mang tính khẳng định. Hơn thế nữa, người bán hàng cần thảo luận vấn đề dưới góc độ của khách hàng, loại trừ sự nghi hoặc, dùng sự chân thành, tạo áp lực, đánh tan sự đề phòng nơi khách hàng khiến họ không còn lý do từ chối mua hàng. 49. Khách hàng ham hư vinh. Cậu đủ tôn kính và coi trọng tôi không? Con người ai cũng có chút ham hư vinh, nhưng không phải vì thế mà chúng ta lạm dụng lời khen ngợi khách hàng quá mức. Bất cứ điều gì cũng phải có chừng mực. Đó là lý do tại sao các nhân viên bán hàng nên sử dụng lời khen ngợi vừa phải, đúng mức độ. Nếu không, sẽ khiến khách hàng cảm thấy bạn thiếu chân thực, hoài nghi và có cảm giác đề phòng. 50. Khách hàng tinh anh, tôi được những ưu đãi gì? Khi làm việc cùng những khách hàng tinh anh, đừng quá vội vã. Thay vào đó, bạn cần thể hiện sự tận tâm tận trách với công việc để lưu lại ấn tượng đáng tin cậy ở khách hàng. Điều quan trọng nhất là phải luôn làm theo quy tắc. Chỉ cần cách làm của bạn phù hợp với quy cách yêu cầu họ đề ra, bạn chắc chắn sẽ chiếm được thiện cảm của họ. 51. Khách hàng hướng ngoại, tôi thích thì sẽ mua, xin đừng nhiều lời. Những người này thường đưa ra quyết định rất nhanh chóng. Khi họ thắc mắc, hãy kịp thời lý giải, bởi họ rất thiếu kiên nhẫn, không thích những thứ rườm rà. Họ cởi mở, dễ nói chuyện, nhưng không thích những người bán hàng hễ mở miệng là luôn giới thiệu về sản phẩm của mình, ưu việt ra sao, bán chạy thế nào, rất thích hợp với khách. Người bán hàng nên xem xét tâm trạng của khách hàng, thuận theo đối phương mà nói, khéo léo dẫn dắt sự chú ý của họ đến chủ đề đối thoại. 52. Khách hàng hướng nội. Tôi có thể có được sự chân thành của anh không? Nhân viên bán hàng cần quan sát và phân tích kỹ lưỡng để thu hẹp khoảng cách với những vị khách này. Khi bán hàng, phần lớn nhân viên thường có thói quen không ngừng giới thiệu về sản phẩm, không để khách hàng có đủ thời gian xem xét.
cách làm này không phù hợp với người sống nội tâm. Thay vào đó, bạn nên sử dụng thái độ ôn hòa, cung cấp những thông tin dữ liệu cần thiết và dành thời gian để họ suy ngẫm. 53. Khách hàng hay do dự, tôi cần ý kiến của anh. Đối với những khách hàng này, nhân viên phải chăm chú lắng nghe, rút ra thông tin từ những yêu cầu của họ. Cần chú ý logic khi nói chuyện cùng họ. Câu chữ rõ ràng, thể hiện một phong thái nghiêm túc. Hãy chia sẻ thông số về sản phẩm càng kỹ lưỡng, càng tốt với họ. 54. Khách hàng chơi trội, tôi muốn thể hiện cá tính. Những người đi theo xu hướng thường dám thử thách với những điều mới mẻ, có niềm tin và biết thưởng thức. Họ là những người tạo dựng trào lưu. Họ thường thích sự độc đáo ở sản phẩm, có trí tò mò, hiếu kỳ khá lớn, sẵn lòng đón nhận sự du nhập cái mới. Khi gặp gỡ những khách hàng này, người bán hàng cần biết cách công nhận họ. Bộ quần áo này cô mặc lên trông rất cá tính và độc đáo. Anh thật có mắt nhìn, đây là hàng mới về, anh là người đầu tiên mua bộ đồ này đấy. Những lời nói kiểu này sẽ khiến họ hài lòng và vui vẻ. 55. Khách hàng bảo thủ, tôi cần biết nó có tác dụng gì. Vũ khí tốt nhất cho quá trình bán hàng chính là sự thực dụng. Cách bán hàng này không chỉ tiết kiệm thời gian sức lực mà còn giảm bớt nguồn vốn bỏ ra. Đối với những khách hàng bảo thủ, khả năng nói thao thao bất tuyệt không phải là phương thức bán hàng thích hợp nhất. Cách tối ưu nhất là sử dụng lời nói chân thật. Sản phẩm của bạn được mọi người công nhận, bạn được tin tưởng, đồng nghĩa với việc bạn sẽ hiểu được họ muốn có sản phẩm như thế nào. Những người này không sẵn lòng đón nhận cái mới, nhưng nếu bạn để họ tự ý thức được về sản phẩm bạn cung cấp, thành công trong giao dịch là điều tất yếu. 56. Khách hàng hay xét nét. Có nhiều kiểu khách hàng khác nhau, mỗi người lại có những tính cách, đặc điểm và sở thích khác nhau. Do vậy, trong quá trình bán hàng, nhân viên cần nhìn thấu tâm lý của từng kiểu khách hàng, từ những hành động, cử chỉ để từ đó tìm được điểm đột phá, đánh vào tâm lý khách hàng, khiến họ hài lòng với sản phẩm. Khách hàng nếu được người khác quan tâm và chú ý, công nhận sẽ dễ dàng tiếp cận hơn. Phần 7. Bán hàng là một cuộc cờ tâm lý. 57. Tạo áp lực trong lời nói để khách hàng trải nghiệm cảm giác ép buộc, bị uy hiếp. Những khách hàng khó tính tạo cơ hội cho nhân viên rèn luyện, đúc kết được nhiều kinh nghiệm, đặc biệt là khả năng kiên trì và linh hoạt. Câu hỏi của khách hàng càng hóc búa, trải nghiệm càng phong phú. Khi gặp những khách hàng này, nhân viên bán hàng cần dựa vào tình hình cụ thể để phân tích và ứng biến. Chỉ nói những gì mình biết, chú ý đến lời nói, lúc nhu, lúc cương để thương thảo thuận lợi. 58. Đừng nản lòng trước lời từ chối của khách hàng. Trong lĩnh vực bán hàng, mỗi thất bại là một bài học quý giá. Mỗi lời từ chối của khách cũng là một bước đệm giúp tiến gần hơn đến thắng lợi. Đừng nản lòng trước những lời từ chối, hãy tìm ra nguyên nhân, sau đó sử dụng những cách giải quyết phù hợp nhất để đạt được hiệu quả trong mọi giao dịch. 59. Để khách hàng chủ động. Nếu trong suốt quá trình bán hàng, khách hàng luôn ở thế bị động, thì người bán hàng sẽ rất khó hành động. Những lúc như vậy, nhân viên bán hàng cần cố gắng khơi gợi để khách hàng đặt ra câu hỏi, kéo họ tham gia vào quá trình mua bán. 60. Chiến lược mặc cả. Bán hàng cũng như đánh trận, rút lui đúng lúc để tiến được xa hơn. Người bán hàng mới vào nghề, nắm bắt được kỹ năng này sẽ có lợi thế trong việc khống chế cục diện đàm phán. Trong đó, đưa ra mức giá là một mắt xích rất quan trọng của sự thành bại. 61. Dùng thói quen tiêu dùng dẫn dắt khách hàng. Rất nhiều quyết định của chúng ta được đưa ra bởi sự ảnh hưởng của thói quen. Khách hàng mua hàng cũng không ngoại lệ. Do vậy, bạn cần lợi dụng thật tốt thói quen tư duy của họ. 62. Kích thích hứng thú của khách hàng. Lồng ghép khéo léo những kỹ xảo vào cuộc nói chuyện để ảnh hưởng tích cực đến tâm lý khách hàng. Những câu hỏi hợp lý tạo nên ưu thế trong việc tiếp xúc gần hơn, gợi lên lòng hiếu kỳ của khách hàng, đồng thời tác động đến mong muốn lắng nghe của họ. 63. Khiến khách hàng không thể khước từ.
Khi đối diện với vô vàn lý do của khách hàng, người bán đừng vội cho rằng đó là sự từ chối sản phẩm. Đối với những khách hàng không đưa ra được quyết định, nhân viên bán hàng trước tiên cần phải học cách nói chuyện với họ. Từ đó biết được đặc điểm tính cách, tìm hiểu lý do khiến họ còn lưỡng lự, tìm ra điểm đột phá để loại bỏ lý do từ chối của khách hàng và dần khiến họ chấp nhận sản phẩm. 64. Chú ý lắng nghe, nắm bắt nhu cầu mua sắm của khách hàng. Nhân viên bán hàng là người cần khả năng nói cũng như nghe xuất sắc. Người nghe tốt sẽ có thái độ cẩn trọng và tôn trọng người khác. Và đương nhiên, việc nắm bắt tâm lý của họ cũng là một quá trình vô cùng phức tạp. Nhưng cho dù phức tạp đến đâu, nhân viên bán hàng cũng cần phải trau dồi cho mình khả năng nắm bắt tâm lý của khách hàng để kích thích nhu cầu mua bán của họ. 65. Tạo không khí tích cực khiến khách hàng không thể chối từ. Một người bán hàng cần dẫn dắt khách theo mình để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình bán hàng. Con người chúng ta thường rất dễ bị ảnh hưởng bởi người khác. Đặc tính này lý giải tại sao chúng ta dễ dàng tiếp nhận ý kiến từ bên ngoài và có khả năng đưa ra quyết định tương đương. Bán hàng là một cuộc đàm phán. Trong đàm phán, bạn phải làm trọn vẹn vai trò thương lượng của mình để tránh những suy nghĩ của khách hàng ảnh hưởng đến quyết định của bạn. Hãy khiến họ buộc phải đi theo lối tư duy của bạn. Phần 8. Khống chế tâm lý khách hàng, những hiệu ứng tâm lý mà các nhân viên bán hàng nên biết. Trong quá trình bán hàng, khách mua hàng không chỉ để thỏa mãn nhu cầu vật chất mà còn để đáp ứng về mặt tinh thần. Việc thấu hiểu những hiệu ứng tâm lý sau đây sẽ giúp bạn làm khách hàng thích thú, khiến họ mua hàng của bạn. 66. Hiệu ứng tiêu điểm. Nhớ kỹ danh tính khách hàng. Nhớ tên khách hàng là một trong những quy tắc vàng trong lĩnh vực bán hàng. Việc bạn nhớ tên khách hàng sẽ khiến họ có ấn tượng tốt, vui vẻ hài lòng và dễ dàng tiếp nhận sản phẩm của bạn hơn. Hãy tham khảo những kinh nghiệm thực tế hữu dụng nhất để ghi nhớ tên khách hàng. 67. Dùng tình cảm để thương thuyết với khách hàng. Thái độ phục vụ chân thành, tận tâm sẽ khiến khách hàng cảm động, làm tan chảy sự lạnh lùng ở họ. Hiện nay, trên thị trường, các sản phẩm đều có mẫu mã và chất lượng gần giống nhau. Do đó, việc phục vụ khách hàng ngày càng trở nên quan trọng trong kinh doanh. Nó trở thành vấn đề đầu tiên khiến khách hàng quan tâm khi so sánh về sản phẩm. Việc cảm hóa được khách hàng khiến họ coi trọng sản phẩm phụ thuộc rất lớn vào việc bạn có mang đến cho họ thái độ phục vụ chân thành hay không. 68. Tấn công tâm lý sợ sai của khách hàng. Là một nhân viên bán hàng, điều bạn cần làm là kích thích nhu cầu mua sắm của khách để họ có thể tiêu thụ hàng của bạn. 69. Con người quan trọng hơn sản phẩm. Bán hàng là một công việc rất tỉ mỉ. Nó không đơn giản chỉ là giao dịch giữa bên bán và bên mua, mà còn cần bạn đầu tư thời gian vào việc phục vụ khách hàng, dùng sự chân thành và nhân cách của bạn để cảm hóa họ. Có những khách hàng khi chọn lựa sản phẩm của bạn không phải vì chúng tốt hơn của những người khác, mà bởi bạn biết sắp xếp công việc hơn người khác, khiến họ thoải mái và dễ chịu hơn. 70. Thay đổi tư duy để thu hút khách hàng. Bán hàng là một nghệ thuật. Chúng ta thường bị thu hút bởi những tư duy đi ngược lối mòn. Nếu biết cách áp dụng những suy nghĩ mới mẻ đó vào quá trình bán hàng, thì việc thu hút khách không phải là chuyện khó. 71. Đứng ở góc độ khách hàng để nhìn nhận vấn đề. Nhân viên bán hàng nên đứng ở lập trường của khách hàng để suy nghĩ và đưa ra những giải pháp hữu ích. Có như vậy, khách hàng mới tin tưởng bạn, từ đó đón nhận sản phẩm của bạn. 72. Dùng tình cảm để giữ chân khách hàng cũ. Giữ chân một khách hàng cũ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với tìm kiếm một khách hàng mới. Do vậy, bạn hãy xây dựng, củng cố lòng trung thành của khách hàng bằng sự trung thực, thái độ tích cực, chân thành của mình nhằm giúp họ tháo gỡ những vấn đề nan giải.